Dustin ơi, sao mà mình che lấp cái khoảng trống ở khuôn mặt bé bé xinh xinh của mình? Áp lực quá, áp lực quá. Bây giờ áp lực ở đây là Dustin phải trả lời đúng thêm một câu số 7 nữa mới được diện kiến bé bự ở số 8. Rồi số 7 này là cũng khó ngang ngửa câu số 6 đúng không? Nó có thể là khó hơn, tại vì càng cấp độ càng tăng cao mà. Mọi người phải nói gì để động viên đội trưởng? Đội trưởng mà đúng một cái là mình được hưởng 50 triệu chung. Còn một câu cuối cùng làm hai sao câu cho coi được? Hai câu cuối cùng làm sao cho coi được? Ủa là động viên cái này không phải là động viên mà dằn mặt. Ừ. Ừ luôn. Ừ. C. 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 Ok, quất đi. Quất đi. Mời Dustin. Hãy đi lên hiên ngang như những người đàn ông, bước vào trận đấu của cuộc đời mình. Chúng ta không đấu cho mình nữa, chúng ta đang đấu cho đội viên của đội mình. À. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem Dustin. Một chàng trai hôm nay mặc bộ đồ đen huyền bí, liệu rằng nó có đen luôn giống như cái vận mệnh của mình hay không? Ủa năm nay là sắp 88 là không có kỵ màu gì không? Kỵ hết. Kỵ MC. Kỵ MC. Chắc MC. Không, MC sẽ đứng star người chơi nha. Anh ơi, anh hộp màu xanh lá nhanh nha. Bạn mộc ạ. Hộp xanh lá. Hộp xanh lá nha. Ráng lên câu này nha. Và bây giờ Dustin của chúng ta sẽ diện kiến quả cầu số 7. Xin mời Dustin làm một cái hành động gì đó. Mời gọi lên, mời gọi lên. Điện. Lên. Cái này gió lùa qua mặt áo à. Ôi, xây. Chững lên. Gồng lên, gồng lên. Đúng rồi, nẹp lại. Dustin thân mến, bạn vẫn đang còn giá trị nhiều lắm. Nổi mồ hôi luôn rồi. Cho nên là hãy để Minh Xù làm những cái việc này. Được phục vụ từ A cho tới Z hết. Đó. Bây giờ anh còn giá trị rất thôi. Rất đẹp luôn. À, xinh lắm. Nói chung là đây là một cái kiến thể thao. Sau này mà mình có thể chụp hình thời trang cũng đẹp nữa. Ráng thắng tặng cái kiến luôn. Nhắc đi. Nhắc hả? Nhắc cái gì? Không biết nữa. Nhắc ráng, đi mới thắng được chứ. Nhắc nè, ráng chơi đúng nha. Cố chị, lên. Nhắc chi cho Minh Xù 5 triệu. À. Chia nhiều. Ôi, chia luôn. 5 triệu. Ok, được. Ban tổ chức Minh Xù chia lại cho 4 triệu. Nhắc đi. Rồi. Và sau khi Minh Xù đã đeo cho Dustin chiếc mắt kiến thần kỳ, sẽ trao luôn cái kềm thần kỳ cho bạn. Hãy yêu thương nó, yêu thương chính cuộc đời mình. Nào, nói gì đi. Em ơi, em này là em cái kéo đúng không? Kềm. Kềm. Ừ. Kéo với kềm còn không phân biệt được. Lỡ mà bây giờ anh cắt cái đó mà sai á, thì cái nhát cắt đó không đứt. Không báo hiệu cho anh nha. Ok, ok, okay. Được. Rồi, và bây giờ sẽ là những gợi ý của Dustin trong câu hỏi số 7. Xin mời. Sự may mắn. Trời ơi, coi chưa chơi mà ra sự may mắn rồi. Sự ấm no, có tiền đem về. Sự ngọt ngào, rất đáng yêu. Sự kết nối. Và cuối cùng là sự thẳng thắn. Biểu tượng của cái con gì đó nó tượng trưng cho điều gì không? Có thể chính xác. Ví dụ con thỏ là tượng trưng cho điều gì? Con rắn là tượng trưng cho điều gì, ví dụ ha? Nó dạng dạng như là cây mai ngày Tết có biểu tượng trưng cho cái gì, mang lại cái gì, hoặc là bánh chưng mang lại cái gì, vậy này ăn vậy. Rồi. Dustin. Ok, bắt đầu nha. Chơi câu hỏi luôn. Chơi luôn. Cái gì chơi cũng luôn. Được. Xin mời câu hỏi chính thức của chương trình. Theo quan niệm dân gian, cây mía trong ngày Tết Nguyên Đán tượng trưng cho điều gì? 60 giây dành cho Dustin. Bắt đầu. Cái cây mía là thấy không có hên rồi. Tại vì á, rất là xui xẻo cho nên là bỏ liền sự may mắn. Nhưng mà chung là cái màu xanh dương là bỏ trước. Yeah. Nhát cắt này có vẻ hơi căng. Liệu rằng đáp án là chính xác, chúc mừng. Hay quá. Tôi xin mình có thể đứng một cái dáng nào đó cho nó đẹp hơn không? Đó. Hồi nãy hơi xê quá. Ok, xê quá. Rồi, 41 giây tiếp tục. Rồi, tiếp theo bỏ sự thẳng thắn. Đúng không ta? Chính xác. Đúng luôn nè. Rồi, bỏ đi sự thẳng thắn hoàn toàn hợp lý. Tiếp tục. Cây mía bỏ sự ngọt ngào. Tại vì cây mía đã ngọt rồi, bây giờ tượng trưng cho sự ngọt ngào thì bình thường quá. Đúng. Bỏ. Hay quá.
C. 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 Bùm. C. Bùm. Hey. Liệu rằng đội bạn còn 50 triệu hay không? Chính xác, chúc mừng. Hợp quá. Justin ơi, cái này quyết định kỹ nha. Tại vì bây giờ hai cái nào cũng có lý trơn á. Hai cái ngày, có lý nhất. Ngày Tết thì người ta luôn luôn cầu mong sự ấm no và sự đoàn viên, đúng không? Đoàn viên là sẽ kết nối với nhau nhiều. Ủa mà cái mía sao ấm no? Thì bây giờ theo như Lâm có gợi ý là ủa không được, cái đoạn này không được nhắc luôn. Không được nhắc. Rồi, tiếp tục tự lực cánh sinh. Ok. Cố lên. Có rất nhiều loài cây khác tượng trưng cho sự ấm no. Cái kết nối là cái mà nghe lạ nhất, đúng không mọi người? Nhưng mà... Sắp hết giờ rồi. Nhưng mà, có cái nhưng mà ở đây, liệu rằng sự ấm no ra đi có hợp lý hay không? Chính cô và không truyền sự xui xẻo. Kết nối. Destin, bạn thấy như thế nào về sự kết nối từ xa như thế này ạ? Kết nối Bluetooth, bẹt bẹt, rất ấm áp. Destin, em nói với anh cái gì? Anh hộp màu xanh lá. Chính xác. Trời ơi, okay, hồi nãy Kim Nhã nói là hả? Cái màu xanh lá là hợp mệnh 88, đúng không? Đúng, là mệnh mộc hợp mệnh 88 luôn. Yeah. Màu xanh mang lại hy vọng, may mắn, tiền tài rồi tất cả mọi thứ sự kết nối nó còn nói cái gì nữa. Chúc mừng. Cây mía giống như một biểu tượng của sự giao hòa trời đất, kết nối của hai thế giới âm dương. Tán lá tượng trưng cho mây trời và gốc rễ tượng trưng cho đất, cho gốc cội của gia đình của mình. Và những rống mía lúc này thì là những nấc thang kết nối liền trời đất âm dương, dẫn đón linh hồn tổ tiên từ trên trời trở về hạ giới, xung vầy cùng với con cháu ở trong những ngày đầu tiên của năm mới. Destin, bạn đã có cơ hội diện kiến được bé bự của chương trình Quả Cầu Bí Ẩn, bạn thấy sao? Hồi hộp. Thấy nghe nói là bé bự là 8 giây là thấy màu nó bắt đầu rối tới nơi rồi. Chính xác. Cắt đúng giây nha, đúng màu nha. Tại vì từng đáp án nó sẽ liên quan tới cái màu đó. Lộn màu thôi là đi luôn. Nhưng mà mình có được bàn bạc không? Không được bàn bạc với đội viên của mình sau khi câu hỏi được mở ra. À, cũng y chang vậy thôi. Cũng y chang như vậy thôi. Nhưng bạn sẽ có tới 2 phút để trả lời lận. À, bình thường là 1. 1 phút. Bé bự thách bạn luôn, cho 2 phút. Chơi thôi. Nói gì trước khi chơi không? Bé bự ơi, cái cộng nào là cộng đúng thì cái cộng đó nó tưng lên trên. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi diện kiến quả cầu bí ẩn số 8 mang tên bé bự, xin mời. Bự, bé này bự. Trời, chưa gì mà ôm ấp rồi. Hôn nó đi. Hôn không? Anh nói rồi. Tặng cho nó bài hát liền. Lát nữa vậy nào mà anh cắt sai nhớ giật lên. Hả? Giật. Đây. Nhưng mà anh nghĩ là bé bự đã được tôi luyện ở mọi mặt trận rồi. Không lẽ bây giờ vì một cái ôm mà sư lòng không được. Có chứ. Và bây giờ sẽ là ôn bài chứ. Ôn bài chứ. Câu hỏi khó lắm. Và đặc biệt là những cái màu này nó khó. Nó thách đố người chơi, mình phải đoán được cái màu của nó. Bây giờ Destin, màu này màu gì con nè? Màu xanh vàng. Màu này nè. Màu vàng. Màu này thì sao? Màu đỏ. Có màu này. Đi. Màu không giờ thô thiển. Không phải. Phải đoán màu chứ đừng có câu hình hồi nữa cắt lộn màu không? Để mà kiến vô mới có bị mờ. Màu này là màu xanh lá. Màu trắng nè. Màu thái bạch. Màu hồ ngọc hà. Màu hồng, đúng rồi, hợp với lại ly bộ lâm lắm. Màu này. Màu tím. Hợp với em á. Cam. Màu cam màu nha cam. Rồi, ok. Destin thích màu tím. Destin thích màu tím. Liệu màu tím có mang lại may mắn hay không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá 8 đáp án gợi ý của chương trình. Xin mời. Nhà hát opera Sydney của Úc. Rồi, xong. Đấu trường La Mã ở Roma, Ý. Wow. Di tích Chichen Itza của Mexico. Kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Đảo Phục Sinh, Moai ở Chile. Thành Acropolis ở Hy Lạp. Di tích Stonehenge ở Anh Quốc. Và cuối cùng, Thánh đường Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ. D.
Dustin, em nhớ anh rất là rành về du lịch. Dustin có đi du lịch rất là nhiều nước. Du lịch nè. Đây có thể là những đi cái nào trong mấy cái biểu tượng nào của cái đúng ở đất nước đó. Mình là nhìn sơ sơ là mình biết, ok, những cái nổi tiếng là kim tự tháp rồi nhà hát opera rồi nè, đảo Phục Sinh nè, đấu trường La Mã nổi tiếng rồi, mình là biết. Còn có di tích Chichen ở Mexico thì chưa chưa thấy. Em sợ là hỏi vô như Acropolis thì sao ạ? Acropolis Hy Lạp hả? Cái đó là cái gì anh? Thành đó chưa thấy bao giờ luôn. Đây có thể là tám địa danh nổi tiếng, nhưng mà không biết là chúng ta sẽ hỏi về điều gì. Trước khi đến với câu hỏi thì mình sẽ có một gợi ý thêm nữa cho Dustin nhé. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi một bức tranh sau đây. Xin mời. Dustin, xem cho kỹ nha. Bạn có 15 giây. Đó là bức tranh đó hả? Bức tranh gợi ý của chương trình. Có thể nó là sơ đồ. Nhìn kỹ đi. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu hỏi chính thức của chương trình. Đây là câu hỏi cuối cùng. Xin mời câu hỏi. Đây là bản đồ tham quan của địa danh nổi tiếng nào trên thế giới? Bạn có 2 phút, hãy cắt đi những sợi dây sai. Và bạn cũng đã biết được một vài địa điểm rồi. Và bây giờ 2 phút dành cho Dustin, bắt đầu. Bỏ nhà hát opera nè. Và kết quả là chính xác, không thể sai được. Em có thể cắt tuần tự nha Dustin. Tiếp theo. Tiếp tục, thời gian. Bỏ kim tự tháp. Đúng. Nhưng mà lưu ý là bản đồ tham quan địa danh nổi tiếng nha. Cái nào cũng nổi tiếng hết đó. Bản đồ tham quan. Và chính xác, chúc mừng. Ok. Tiếp tục thời gian. Cái này nó không giống đấu trường, bởi vì ở giữa nó có một nhóm những cái linh tinh. Nếu mà đấu trường thì ở giữa nó phải trống. Bỏ. Hợp lý. Bắn rồi. Và chính xác. Quá hồi hộp và căng thẳng. 50 triệu đồng với 5 đáp án còn lại. Xin mời Dustin tiếp tục. Cái này bây giờ mình sẽ bỏ thánh đường luôn. Màu cam. Thánh đường ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính xác. Wow. Trời ơi, vậy là mình được nhiêu tiền ạ? Chưa. Nếu là thực sự ra là chúng ta đã cắt được đi 50% đáp án sai rồi. Quay trở về với cấp độ số 1 luôn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Là cho nên bây giờ mình phải phân tích là kỹ. Ví dụ như là bây giờ Dustin nhìn ở phía giữa đó, thì Dustin đang phỏng đoán là cái gì? Theo Dustin nhìn thấy những cái ở giữa nó giống như là những cái bức tượng trên đảo Phục Sinh. Những cái bức tượng mà rất là nổi tiếng ở Chile. Và nó nằm rất là rải rác, kiểu người ta không biết là ai đã làm những cái đó, nhưng mà nó đã có từ rất lâu. Và nó kiểu nằm rải rác một cách không có trật tự. Ngẫu nhiên. Ok, rồi 1 phút 32 giây, tiếp tục, xin mời. Cái đó là màu hồng đúng không? Thành Acropolis. Màu hồng đúng không mọi người? Màu hồng. Đúng rồi. Yeah. Trời, màu hồng có vẻ hơi nặng nhọc á. Và bé bự có tới 8 gợi ý lưng mà. Màu hồng. Chính xác. Hay quá. Wow, có vẻ như là càng ngày càng tiến đến vị trí 50 triệu của chương trình. Dustin có niềm tin rất là lớn, nó là cái đảo Phục Sinh Moai ở Chile. Thời gian tiếp tục. Ok, bỏ di tích Chichen Itza, Mexico màu đỏ. Có vẻ như Dustin khá tự tin. Liệu rằng đáp án này có hoàn toàn chính xác hay không? Chết rồi, còn lại một tiếng nữa mà. Dustin thân mến, 2 đáp án còn lại sẽ rất là khó khăn để chúng ta có thể quyết định. Bạn sẽ phải phân tích thật là kỹ nha. Mọi người ơi, một lần nữa nhắc lại cho Dustin là câu hỏi này có một cái bản đồ. Rồi, suy nghĩ cho kỹ. Nếu mà nghe như vậy, Dustin lại nghiêng về di tích Stonehenge, Anh Quốc. Tại vì nếu là một cái nơi được gọi là bảo tồn thì nó phải
có bản đồ mới tham quan được. Thời gian bắt đầu. Vô. Yeah. It's okay. Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Dustin, bạn có mang về 50 triệu cho đội của mình hay không? Và chiến thắng đó. Nói ngày hôm nay không biết là cái màu tím này có hợp thiệt với The Destiny hay không, hay là bé bự quá là dễ thương để có thể dành tặng 50 triệu cho mọi người vì một cái ôm ạ. À. Đôi khi trong cuộc sống mà, đúng không, 2020 năm mới rồi, chúng ta bắt tay nhau một cái, ôm nhau một cái rồi cũng thân thiện với nhau. Bụi quá, rất là dễ thương, thấy chưa, sẽ nhận được rất là nhiều kết quả tốt đẹp về sau. Và câu hỏi cuối cùng của chương trình này sẽ có lời diễn giải như sau. Stonehenge là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng. Công trình này bao gồm các công sự bằng đất bao quanh một hòn đá, là một trong những địa điểm tiền sử nổi tiếng thế giới. Chúc mừng cho Dustin một lần nữa, bạn đã tạo nên kỳ tích của chương trình Quả Cầu Bí Ẩn. Và chúng tôi phải công nhận đây là số ít nhóm người đến với cái ngôi nhà này mà mang về được nhiều giá trị thưởng cao. Chúc mừng một lần nữa, 50 triệu thuộc về các bạn. Tự hào quá, em có một team thật tốt ạ. Quý vị thân mến, vậy là chương trình Quả Cầu Bí Ẩn tuần này ở đây. Quá nhiều niềm vui dành cho những người chơi của chương trình, nhưng hơi buồn với nhà của chúng tôi, bởi vì là ông chủ đã gọi điện trách cứ nhẹ là tại sao để mất 50 triệu đồng, để xem tuần sau chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình này như thế nào nhé. Đừng quên mở TV vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, Minh Sô xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.